Thưa giáo sư, tôi bị tắc hẹp mạch vành RC2 100%. Tôi đang uống thuốc chống kích thích tiểu cầu Duoplavin, Vastaren, thuốc huyết áp Tanarin, nhưng nhịp tim vẫn cao tầm 90-100 nhịp trên phút. Thưa giáo sư, làm thế nào để giảm nhịp tim ạ? Bây giờ phải dùng những thuốc giảm cho nhịp tim. Thì nếu mà bạn không có bệnh hen phế quản, nếu bạn không có suy tim và nếu bạn không có đột quỵ thất cấp 2, cấp 3 thì bạn có thể dùng những chạy beta dao được làm. Chạy beta dao cả nhiều đồ loại, ví dụ như beta lớp rất tức là 25-50 mg, tức là cái metoprolol và thì có thể metoprolol, thì có thể là nevilet hay là nebivolol, tất cả các loại chạy beta dao cả thì chúng ta với điều kiện là bạn không bị bệnh hen phế quản. Đây đây là một thì bạn chưa sử dụng nào. Thì gần đây thì cách cách đây đến mấy năm thì có hãng Servier của Pháp nó sản xuất ra Cocoran thì có viên 5 mg, có viên 7,5 mg, thì khi lúc đó một ngày có thể dùng một viên, thứ hai hai viên thì có làm gì chậm chậm xuống và không làm chậm nhiều nhiều lắm, thì những người mà hen phế quản dùng cũng được, tác dụng phụ không đáng kể, mà nếu thấy tác dụng phụ nhìn rõ mắt thì ta để cho ngừng thuốc 1-2 ngày được. Thì bạn nên dùng cái đó. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim. Đông Tây mang lại niềm tin sức khỏe.